Chào mừng các bạn đã quay lại với chuyên mục học thành ngữ tiếng Anh qua video clip cùng Anh ngữ Thiên Ân. Trong chuyên mục kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu thành ngữ Hit the nail on the head xuất hiện trong bộ phim Inside Shop. Giờ đây chúng ta sẽ cùng xem đoạn phim có chứa câu thành ngữ này nhé. Share prices continued to tumble. Lehman Brothers was forced to declare itself bankrupt. The largest single point drop. 兄弟已经进入了破产清算程序. The regulators, they had the power to do every case that I made when I was state attorney general. They just didn't want to. We are watching this tsunami coming. They were having massive private gains at public loss. A financial engineer built dreams. When those dreams turn out to be nightmares, other people pay for it. It's very easy to generate performance by taking on more risk. And so what you need to do is compensate for risk-adjusted performance. And that's where all the bodies are buried. Rajan, you know, hit the nail on the head. Như vậy câu thành ngữ này có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ cùng xem lại đoạn phim với phụ đề tiếng Việt để hiểu hơn về nó nhé. Bộ phim Inside Shop nói về cuộc khủng hoảng tài chính 2008 ở nước Mỹ. Trong đoạn phim này, sau khi nghe người đàn ông phân tích về tình hình kinh tế hiện tại, thì người đàn ông này đã phát biểu Hit the nail on the head từ lời phát biểu của người đàn ông còn lại. Như vậy Hit the nail on the head trong tiếng Anh có nghĩa là gì? Câu thành ngữ này mang ý nghĩa là để nói hay phát biểu một điều gì đó là hoàn toàn đúng, chính xác, phù hợp. Một câu thành ngữ khá hay đúng không nào? Các bạn hãy lưu lại để sử dụng trong ngữ cảnh phù hợp nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong kỳ tiếp theo.